thôi đi đổ bờ tường xây lại cho người ta đi, ai lại làm thế? Bây giờ nó cũng chưa đổ như này thì mình phải tránh xa ra, mình có lao mặt lại đây làm gì? Đã đổ đâu? Như vậy là hai bà hàng xóm đang bàn tán nhau về cái tường sắp đổ, sau đó đã lời qua tiếng lại và đang cãi nhau ở đây. Khi nào đổ thì nói chuyện với tao. Khi nào đổ thì chị đèn được chưa? Bây giờ tao chị... đổ đâu? Tao mà có tí như này mà đất đai. Taxi nó đã xuống cái này chưa hả? Hay là mẹ con nhà mày ăn vào? Làm bây giờ ăn vào là... thì tường nó đổ như vậy nhăn nhở chứ mà bà đổ đâu? Bà đi tôi nhắc nhở mày nói hơi nhiều rồi đấy, mày có nhắc nhở tao không? Hả? Mày nói giải quyết mày nói tao hơi nhiều đấy. Anh giải quyết cái đéo đi. Rồi. Giải quyết cái gì? Có cái gì mà giải quyết? Khi nào nó đổ thì tao giải quyết, còn bây giờ tao chưa giải quyết nhá. Nói vậy mà nghe được à? Chẳng nghe thì sao? Hay là mày đổ hẳn được đây là đổ hẳn đi, mà đổ hẳn đi. Đi vào đi, vào đi, hàng xóm mới bớt đi. Mọi người nhịn tí đi. Hàng xóm bên cạnh nhau, nhà nhau mình. Bớt ông thở đây, ông không nói thôi, chú này đúng không? Đi vào đi. Hớp à? Đâu? Nó đổ thường rồi, chưa đổ. Nhưng mà nó đã đổ đâu chị, lúc nào nó đổ thì nó ngay sao? Qua đã mầm lên. Hàng xóm với nhau. Thôi thông cảm với nhau bây giờ. Mà người ta nhìn thấy đó chính là chiếc tường đã bị vỡ cấu trúc khi mà nó đã bị gãy làm đôi rồi đúng không ạ? Cái này thì sớm muộn nó cũng đổ thôi. Đấy, khi mà đổ mái cát lên ở phía bên này, tốt nhất là nên bỏ ra và xây lại cho đỡ cãi nhau rồi. Chứ hàng xóm cứ chửi nhau suốt ngày như này thì khó sống lắm. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.